Tekio TK500 là dòng máy đánh vảy cá cao cấp do Công ty Thế giới Máy phân phối độc quyền. Việc đánh vảy cá bằng tay là một công việc thường tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức cho các nhà hàng, khách sạn hay các cơ sở chế biến cá. Không những thế, việc đánh vảy cá thủ công thường sẽ làm rách da cá, làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hình thức cá trước khi chế biến. Việc sử dụng máy đánh vảy cá Tekio TK500 sẽ giúp chúng ta giải quyết được những câu hỏi về thời gian, sức người và chất lượng thành phẩm làm thế nào để tối ưu nhất. Máy đánh vảy cá Tekio TK500 có tốc độ đánh vảy nhanh gấp 20 lần lao động thông thường. Máy đánh vảy cá có thể làm sạch tới 90% vảy cá mà không làm tổn thương da cá. Máy có hệ thống nước liên tục giúp cá được làm sạch sau khi đánh vảy và dễ dàng gom vảy cá không bị bắn ra môi trường xung quanh. Máy có thành phần cấu tạo và hoạt động đơn giản, dễ dàng sử dụng, với những thanh lăn là bộ phận chính giúp đánh vảy. Cá lúc đầu được bỏ vào trong thân máy. Sau khi ấn nút điều khiển ở ngoài, máy khởi động xoay trượt các thanh lăn qua lại theo nguyên tắc ma sát vào bề mặt của cá. Trên mỗi thanh lăn là các lưỡi đánh vảy nhỏ làm bằng hợp kim mềm, tiếp xúc trực tiếp với cá.